Quý vị đang cùng với chúng tôi qua chương trình đặc biệt bầu cử 2020. Có thể nói đây là một cuộc bầu cử vô tiền khoáng hậu. Chúng tôi nói đến vô tiền khoáng hậu là trước đây chưa bao giờ có như vậy và chắc lại không biết sau có còn nữa hay không. Vì không riêng gì 300 triệu người dân Hoa Kỳ theo dõi, nhưng mà có thể nói đây là một trong những cuộc bầu cử ở khắp nơi trên thế giới theo dõi, ngay từ những tiểu bang ở những cái quốc gia tại Phi Châu như Nigeria, Liberia, họ cũng theo dõi cái cuộc bầu cử này. Và đặc biệt chúng ta nói đến quê hương của chúng ta thì người Việt Nam, luật sư Đỗ Phú có thể nghĩ rằng sáng nay ở Sài Gòn đã có những cái cuộc gọi là đi báo khi mà họ biết được tin Tổng thống Donald Trump thắng cử. Một vài người thì gọi điện thoại họ hỏi rằng là như vậy là chúng ta đã bắt đầu xây dựng một cái thành trì để chống Trung Quốc dưới quyền điều khiển của Tổng thống Donald Trump. Quý vị biết như vậy thì chắc là quý vị thấy rằng là người Việt của chúng ta ủng hộ Tổng thống Donald Trump như thế nào. Vâng, đó là những cái misinformation mà tôi nghĩ là bị dụ của ông Trump đưa ra đối với những người ở Việt, ở bên Việt Nam. Thế tại sao luật sư lại nói là misinformation? Thứ nhất, dụ là như thế này, tại vì chúng ta không biết là phía bên thời đại buổi bây giờ, anh cũng biết là phía bên North Korea là một nước cộng sản lâu rồi. Yeah. Anh Cuba là một cộng sản sát Mỹ, ngay nách Mỹ đó. Yeah. Mỹ muốn đánh nào đánh, anh Bắc Hàn muốn đánh nào thì đánh. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc và thế giới bây giờ không phải đánh nhau. Cái chuyện mà nếu mà Hoa Kỳ có giành mặt anh Trung Cộng là qua cái sự tranh giành về vấn đề về kinh tế. Và trước đây Tổng thống Obama đã qua hai cái gọng kềm, là một cái là TPP. Ông gọng kềm về vấn đề về kinh tế, ông kéo những cái nước như Việt Nam vô. Một mặt khác ông đi thương lượng với Ấn Độ từ 2016 để bán vũ khí cho Ấn Độ, là anh gọng kềm. Thì ông Tổng thống Trump lên chuyện đầu tiên là rút nước Hoa Kỳ ra khỏi cái TPP. Cho nên ông còn lại có một gọng kềm thôi, và sau đó ông phải dùng bên Ấn Độ. Cho nên cái chuyện mà nói về cái thế mà để kềm kẹp Trung Cộng đó, thì thật sự là dưới cái triều đại của ông Obama, ông kèm kịp nhiều Trung Cộng hơn. Trong khi ông Trump á, thì nói nhiều nhưng mà làm ít. Có một cái là ông lên cái thuế về vấn đề mà trading với Trung Cộng. Cuối cùng cái thuế đó là người dân Hoa Kỳ. Cho nên phía với ông Biden mới tấn công ông Biden, tấn công ông Trump, bảo là đây là một cái fail policy của ông Trump. Người ở Việt Nam mình cứ nghĩ á, là nếu mà Hoa Kỳ mà làm cho anh Trung Cộng yếu trong cái vấn đề kinh tế thì anh Trung Cộng sẽ sập. Và nếu Trung Cộng sập thì qua Cộng sản Việt Nam sẽ sập. Chuyện đó không bao giờ mà Hoa Kỳ sẽ làm được trong cái đường hướng mà đã 40 năm nay, khi có những cái vấn đề mà về kinh tế ràng buộc với anh Trung Cộng nhiều như vậy. Muốn tách ra cũng phải thời gian rất là lâu. Mà người Việt mình cứ hão nghĩ rằng là mình sẽ được anh Hoa Kỳ giải phóng anh Trung Cộng. Cho nên đó là một cái tin hão, và tôi nghĩ là người Việt mình đôi lúc tại vì cái mối thù lâu quá với người anh Hoa Trách. Cái mối thù lâu không, quá cho nên là... Chúng ta không trách mà chúng ta càng vui nữa, vì chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi người đều và quan tâm cái đó, quan nhưng tâm. Mà cái này là cái gì anh biết không? Quan tâm này là của Cộng sản đó. Tại vì một khi á, mà anh mà để chìa mũi dù với Trung Cộng á, thì chính phủ Cộng sản nó tha hồ họ đàn áp người dân. Và cái đó là cái mà chính phủ Cộng sản, bên phía Cộng sản họ muốn người dân Việt Nam mình đôi lúc đi theo ông Trump đó, để yên cho họ. Họ mặc sức họ hành và tiếp tục đàn áp người dân trong chắc nước. Bây giờ thì chúng ta phải trở lại cuộc tranh cử 2020 ngày hôm nay. Chắc luật sư đã biết tiểu bang Wisconsin như chúng tôi vừa trình bày với luật sư. Với tất cả quý khán thính giả, nếu quý vị có điều kiện đến Wisconsin thì chắc là quý vị thấy một trong những tiểu bang thanh bình, công việc làm ăn rất tốt, và là một trong những tiểu bang với một cái nền giáo dục rất là cao. Ở đó có nhiều trường đại học nổi tiếng như trường Marquette, và nơi đó cũng là một thủ phủ của tất cả nhà dòng của giới công giáo ở đó rất nhiều, thưa luật sư. Bây giờ thì chúng ta trở lại Wisconsin, thì đã trong cái kỳ bầu cử năm 2016 thì là một trong những tiểu bang trước khi bầu cử bà Hillary Clinton đánh giá là có thể hơn được 4 điểm, nhưng cuối cùng thì lại thua y như con số mà ông Joe Biden có thể thắng như ngày hôm nay. Thế thì tại sao Wisconsin nó lại một cái địa thế mà hôm nay có những cái sự thay đổi, và tại sao lại có cái sự từ Dân Chủ qua Cộng Hòa và từ Cộng Hòa qua Dân Chủ? Chúng ta phải nhớ là những cái kỳ bầu cử 2016 đó là ông Tổng thống Trump ông đã rất thành công trong cái chuyện ông kêu được cái silent majority. Cái tiếng Mỹ nó gọi là silent majority. Những người đa số thầm lặng. Người đa số thầm lặng là những cái thành phần mà đi làm. Vâng. Những người thành phần mà đi làm hãng xưởng. Những thành phần mà gọi là bị bỏ quên. Mà một khi ông đắc cử rồi đó thì tất cả những cái thành phần đó họ đưa ra. Tại vì ông Trump ông có thể ông tới ông nói chuyện với họ và ông mang cái sự hồ hởi cho họ được. Thì trong cái kỳ bầu cử này đó họ đa hết rồi. Thì ngược lại đó, có những người mà chúng ta thấy là đa số thầm lặng là cùng với bên ông Biden. Anh để ý tất cả những rally đi. Từ người gốc Việt chúng ta nhé, từ người da trắng nhé. Tất cả những cái rally mà cuộc họp của ông Tổng thống Trump đó đều hùng hổ hơn, dữ tợn hơn. Cờ quạt, chạy xe chắn đường, làm rất là xôn tụ và ồn ào.
phía ông Biden có vẻ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà anh phải nhớ như thế này, cái nhẹ nhàng hơn đó không, và ít người hơn đó không có nghĩa là đồng quan điểm với cái phe ồn ào. Ồn ào không có phải là anh thắng. Cộng đồng người gốc Việt chúng ta cũng như vậy. Mình để ý hai cái rally của hai, hai bên đi. Phía bên của ông Trump đó ồn ào, ra rất là sung túc, mạnh bạo, hung hãn. Bên kia hiền hòa, nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà thưa luật sư, nếu tôi thì có một cái tầm nhìn về một người nhà báo như tôi thì tôi có điều kiện đi nhiều. Tôi cũng đến nhiều lần đến Milwaukee, tôi có nhiều cái phóng sự ở đó. Thì tôi nhận thấy cái người gốc Mỹ, gốc Phi Châu, tất nhiên là người da đen ở thành phố Milwaukee rất nhiều. Kế đến nữa là một trong những cái sự kiện mà cho thấy đưa đến vấn đề mà có thể thay đổi cái vấn đề bầu phiếu là một trong những cái sự gọi là cảnh sát đụng độ với một người da đen ở tại một cái thành phố của tiểu bang Wisconsin. Và nếu như luật sư nhìn vào hôm qua khi kết quả cuộc bầu cử vừa mới đưa lên thì có thể nói khó ai có thể nghĩ được rằng Wisconsin trở lại với dân chủ. Tại vì con số có thể nó chênh lệch từ lúc đầu, và cái khởi điểm này để cho Tổng thống Donald Trump vào lúc 2 giờ sáng ông cùng gia đình với ông ra có một cái cuộc gặp gỡ và nắm trong tay phần chiến thắng. Nhưng sáng nay thì tất cả các cuộc bầu cử điểm phiếu tới tấp dồn dập lại. Thì ở cái vùng ngoài ô và trong vùng thành phố Milwaukee cũng giống như ở vùng Madison, cũng giống Green Bay, là ba cái điểm đã tạo nên những cái chiến thắng và có thể phục hồi lại được cái sự tín nhiệm của người dân đối với ông Joe Biden. Và có thể cái sự thắng ở đó cũng khít khao. Nhưng tôi muốn đi xa hơn một chút xíu là tôi hỏi luật sư, thế tất cả những cái sự vận động có sự dính tay vào của ông cựu Tổng thống Barack Obama có phải là một trong những kết quả mà ngày hôm nay Wisconsin nhận được hay không? Tôi nghĩ là tất cả mọi người đều đóng công sức vào cái chuyện nếu mà ông Biden đắc cử nha. Tôi không dám nói ông Biden đắc cử. Nếu ông Biden đắc cử thì công sức đó của tất cả mọi thành phần. Và tôi nghĩ ông Tổng thống Obama đóng một cái công mà ông kêu gọi được những người mà da màu đi bầu cho ông, trong đó có người châu Á chúng ta. Vâng. Tại vì chúng ta phải biết là khoảng 70% người châu Á là ủng hộ ông Biden, chỉ có 30% ủng hộ ông Trump thôi. Riêng có người gốc Việt mình đó thì họ chia ra, người Việt mình lại khác cái như này. Vâng. Trong cái xác suất người Việt mình thì những cái tôi để ý đó thì tôi thấy là cái con số mà những người khoảng chừng 55 tới khoảng chừng 65-70 đó thì họ xu hướng là họ thích ông Trump rất là nhiều, khoảng 2/3. Yeah. Cái thành phần giống như tụi tôi đó, như cỡ tụi tôi đó, khoảng chừng 40 tới khoảng chừng 60 đó thì cái khoảng đó 50-50. Nhưng mà khoảng chừng 45 tuổi trở lại đó, trẻ đó thì tới 2/3 là ủng hộ ông Joe Biden. Yeah. À, cho nên cái trong cái cộng đồng người gốc Việt mình nó có cái sự mà phân hóa về vấn đề mà ai bầu cho ông Trump, ai bầu về cái tư tưởng đó. Thì tôi nghĩ là ông Tổng thống Obama ông đóng được vai trò như thế này. Ông đóng vai trò là ông kêu gọi giới trẻ người châu Á, ông kêu gọi người da đen. Họ cảm thấy đây là một cái cơ hội để làm một cuộc cách mạng đối với ông Tổng thống mà không có xứng đáng làm lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta phải nhớ là cái chuyện mà xảy ra một vị Tổng thống mà đúng ra ra một vị Tổng thống nào cũng lên là khoảng 8 năm. Ít Tổng thống nào mà lên 4-5 năm. Chúng ta phải nhớ là 28 năm mới xảy ra một lần nếu ông Biden ông đắc cử kỳ này. Gần 50 năm đó anh thấy không? Mới có một chuyện nó xảy ra như vậy. Tức là người ta phải bất đồng chính kiến với cái vị Tổng thống và họ phẫn uất cũng như là họ không đồng ý quan điểm với vị tổng thống đó như thế nào, họ mới bầu ông đó à. Nhưng mà bây giờ ví dụ như tôi hỏi luật sư như vậy, ngày mai là tối hôm nay họ tuyên bố rằng là Nevada 6 cái cử tri đoàn đó đến với ông Joe Biden của đảng Dân Chủ, thì luật sư có nghĩ rằng ông Joe Biden đã đắc cử chưa? Chưa, tôi nghĩ là chưa, tại vì sẽ có những cuộc chiến xảy ra về vấn đề kiện tụng. Và nó tôi cảm thấy là khi mà cái chuyện ngay cả ông Joe Biden đắc cử cái chuyện đó đi nữa cũng chưa được gọi là vẻ vang, tại vì ông phía bên ông Trump sẽ không có mà bỏ cuộc dễ dàng. Ông sẽ kiện, ông đặt dấu hỏi lại với đối với nền dân chủ Hoa Kỳ, làm cho những người ở Hoa Kỳ đó, lúc đó người dân Hoa Kỳ họ sẽ như tôi chẳng hạn, tôi sẽ lấy làm hơi buồn, tại vì Hoa Kỳ là một cái biểu tượng về tự do của thế giới. Họ tự do tượng trưng cho sự công bằng, tự do cho sự bầu cử tự do, và cái guồng máy Hoa Kỳ phải là biểu tượng của tự do cho họ, mọi người máy dân chủ. Mà chính một người trong đó bảo là bầu cử có gian lận thì nó làm đi sụp đổ cái hình tượng đó của Hoa Kỳ, cho tôi sẽ rất buồn cái chuyện đó. Thưa luật sư, cái chuyện buồn của mỗi cá nhân thì chắc là chúng ta có hàng triệu cái buồn và hàng triệu cái vui. Nhưng đứng về trên phương diện pháp lý, về trên phương diện hiến pháp và trên phương diện tôn trọng cái nền tự do dân chủ của Hoa Kỳ, thì sau khi mà chúng ta thấy một ứng cử viên nào đạt được cái con số 270 thì liệu
khi có những cái vấn đề gì xảy ra. Lẽ dĩ nhiên thì trong tất cả các cuộc bầu cử nào cũng có những cái vấn đề mà gọi là khiếu nại hay là challenge gì. Nhưng mà nếu luật sư để ý vào cái buổi nói chuyện trưa nay của ông ứng cử viên Joe Biden thì quý vị sẽ thấy ông đã nói chuyện với tất cả các giới báo chí và đồng bào Hoa Kỳ. Ông nói rằng đến bây giờ tôi tin tưởng, we believe chúng tôi sẽ thắng. Nhưng có một điều mà chúng tôi muốn nói đến với quý vị, đó là điều của ông Joe Biden nói: ngày mai và bây giờ thì chúng ta đừng nên xem nhau như là kẻ thù nữa. Chúng ta nhìn về một cái tương lai của Hoa Kỳ. Quý vị là những người tranh đấu với chúng tôi, những người có thể nói cùng khác với quan điểm của chúng tôi. Nhưng điều đó quý vị không phải là những kẻ thù của chúng tôi. Thưa luật sư, cái điều đó có thực hiện được trong tương lai hay chỉ là những cái chiêu bài hay là những cái lời nói để thỏa mãn tất cả những cái gì mà trong lúc này cần phải có hay không, thưa luật sư? Tôi nghĩ là cái chuyện đó là trong vấn đề mà nếu ông Biden lên tổng thống có thể ông làm được. Tại vì ông Trump đã chia rẽ đất nước Hoa Kỳ quá nhiều. Yeah. Trong cái chuyện mà ông ta nói cái sự chia rẽ và nói sự thù hằn với nhau. Vâng. Vị lãnh tụ phải đứng lên và có trách nhiệm, mặc dù ông không đồng ý nha. Yeah. Phải có trách nhiệm, phải nói với quần chúng. Vâng. Và cái chuyện mà ông Joe Biden ông nói giống như một người sẽ đắc cử và có thể làm tổng thống thì tôi nghĩ đó là một cái tiếng Mỹ nó gọi là presidential statement, người mà biết hàn gắn và kêu gọi cả đất nước Hoa Kỳ. Tại vì dù đỏ hay dù xanh, anh có bầu đảng nào đi nữa, ông Joe Biden ông coi người đó là người Hoa Kỳ chứ không coi là kẻ thù. Vâng, kính thưa quý vị, đó là lời tuyên bố của ông ứng cử viên Joe Biden sáng nay. Nhưng bây giờ thì chúng ta tạm quên 10 cái cử tri đoàn của tiểu bang Wisconsin mà có thể đã lọt vào tay ông Joe Biden. Bây giờ chúng ta qua một cái tiểu bang mà có thể nói gây nhiều sự tranh cãi đến bây giờ, kính thưa quý vị, đó là tiểu bang Michigan. Tiểu bang Michigan là một trong những tiểu bang chắc quý vị biết đến, thành phố Detroit cũng giống như thành phố Grand Rapids là những cái nơi có những cái cơ xưởng chế tạo xe hơi và rất nhiều công ăn việc làm. Quý vị đến Detroit, quý vị thấy một cái thành phố rất là phồn vinh ngày trước. Lúc đó ở đó có những cái đội bóng baseball, có những đội bóng basketball, có những đội bóng football rất nổi tiếng. Và bên cạnh đó thì rất nhiều trường học cũng nổi tiếng, nhất là trường đại học nổi tiếng ở Detroit. Bên cạnh đó chúng ta cũng không quên số những người dân thiểu số và đặc biệt là người Mỹ gốc Phi Châu. Thế luật sư, khi thấy kết quả chiến thắng ở tại tiểu bang Michigan dành cho ông Joe Biden, nếu không có gì trở ngại, thì luật sư thấy cái sự kiện tiểu bang Michigan lại xoay lại với đảng Dân Chủ thì luật sư nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ là 2016 đó, một trong những cái mà tiểu bang Michigan là bị thất nghiệp khá nhiều trong những người làm việc về xe hơi, chúng ta phải nhớ xe hơi. Vâng. Nhưng mà gần đây đó thì cái vấn đề môi trường nó đẩy mạnh, là công ty Tesla của Hoa Kỳ là công ty dẫn đầu về vấn đề mà về xe điện. Thì hãng GM, hãng Ford, những hãng lớn mà có cơ sở bên Detroit đây thì họ chuyển qua, bắt đầu là những người CEO của phía bên công ty, những công ty xe điện, họ nói là họ sẽ chuyển hoàn toàn GM và công ty Ford 5 năm nữa đổi qua xe điện hết. Thì tất cả những cái về vấn đề môi trường cũng như là kinh tế đó, nó thúc đẩy cái nền kinh tế của Detroit. Cho nên nếu ông Biden ông lên đó, thì những cái quan điểm về vấn đề mà cái giới mà xe hơi đó sẽ ủng hộ ông Biden, tại vì như vậy ông sẽ làm cái môi trường nó sạch hơn. Mà sạch hơn thì đi chung với lại những người làm việc ở thành phố Detroit, Michigan. Thứ nhì nữa đó, Detroit là cái nơi mà xe hơi nhiều mà. Yeah. Và nếu xe điện sản xuất ở đó thì chắc chắn là ông Joe Biden đúng theo cái tông của ông rồi. Vâng. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện liên quan đến hôm nay qua cái cuộc gọi là kiểm phiếu và đã đưa một cái gọi kết quả tạm thời cho thấy rằng ông Joe Biden đã đạt được con số 270 cử tri đoàn. Chắc lẽ chúng tôi muốn nói đến là 6 cử tri đoàn của tiểu bang Nevada có thể cũng là một trong những cái thí dụ để chúng ta thấy nghĩ rằng là có thể có những cái sự khiếu nại, vì hiện nay con số gọi là thắng sai biệt giữa hai ứng cử viên rất là nhỏ. Nhưng bây giờ thì chắc lẽ chúng ta cần đề cập đến một trong những cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cần nói đến trong cái cuộc bầu cử này. Chúng ta nói đến cộng đồng người Việt của chúng ta. Thưa luật sư có nhìn nhận rằng cộng đồng người Việt của chúng ta có thể nói rằng là đặc biệt là tại California, đặc biệt là tại Florida, đặc biệt là tại Houston, cũng giống như ở tại Washington DC, có thể nói người Việt chúng ta rất mến mộ và có thể, tôi không muốn nói gọi chữ fan, nhưng mà họ rất thích và họ mong muốn là ông Donald Trump đắc cử. Thì luật sư nghĩ nếu ông thất cử thì cộng đồng của chúng ta như thế nào? Tôi nghĩ là những người lớn tuổi, chứ nói người trẻ tuổi thì chưa chắc. Phần đông những người trẻ tuổi đều không thích ông Trump. Cái thành phần như tôi nãy tôi nói đó là 50-50. Thành phần lớn tuổi hơn thì họ thích ông Trump thì thành phần nó sẽ bị buồn. Yeah. Nhưng mà những thành phần trẻ hơn, họ nhìn vào cái tương lai sáng hơn thì họ thấy ông Trump là một cái sự sỉ nhục cho đất nước Hoa Kỳ, là tại vì ông không mang sự hàn gắn cho đất nước Hoa Kỳ.
một vị lãnh tụ không nói được cái có cái trách nhiệm trong cái chuyện mà contain được cái virus, cho nên họ coi cái chuyện mà ông Trump không phải lãnh đạo xứng đáng, họ nhìn vô cái đa số dân Hoa Kỳ họ nhìn như vậy. Thế luật sư không... thấy, thế luật sư thấy những cái cuộc xuống đường rất đông những người trẻ tuổi, tất cả những người có thể nói là như luật sư thấy cô bé tí không, một người rất là trẻ, gọi là súng sáo tiền súng là hũ đột, hũ đập đột vào, nhưng mà có thể nói cô lôi cuốn một cái số lượng phụ nữ rất nhiều, họ ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Dù có thể nói chúng ta không hài lòng về một vài điều gì đối với Tổng thống Donald Trump, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng cộng đồng người Việt của chúng ta đã có những hành động tích cực để ủng hộ cho Tổng thống và Donald cũng Trump. Tích cực ủng hộ ông Biden, tại vì tôi nằm trong những cái chuyện quen với người ông Biden, họ cho tiền, yeah, họ xuống đường, họ vận động ngầm, yeah, họ đi, họ rải truyền đơn, oh yeah, họ liên lạc social media, nhưng mà không có show up ra ngoài, không nhiều có show up ra ngoài đó, cho nên tôi phải nói là như vậy, yeah, tức là một bên thì bề mặt. Vâng. Còn bên là họ đi vận động thật sự. Vâng. Cho nên con số đó con số người trẻ, họ giỏi về computer, giỏi về algorithm. Tôi làm việc với một số quen đó, một số bài vâng, em trẻ đó. Yeah. Họ nằm trong cái campaign của ông Joe Biden, người gốc Việt. Rất ư là hăng hái và họ đi làm, họ kêu gọi. Cho nên đó, đừng có nhìn cái bề ngoài, yeah, anh phải nhìn bề trong. Cho nhưng nên mà bây giờ gốc Việt chúng ta không phải đúng là như vậy đâu. Nhưng mà thưa luật sư, nếu bây giờ chúng ta nói trong tương lai liệu có một cái sự hàn gắn những cái đổ vỡ trong quá khứ vừa qua, và chúng ta nhìn vào một cái tương lai dù bất kỳ tổng thống nào lên làm, cộng đồng người Việt chúng ta có thể hàn gắn giữa hai cái khối mà có thể chống đối nhau trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ là được không? Chứ tại vì đâu có thể coi như cộng sản, và giới trẻ sẽ dẫn đầu cái những vâng, người đi lớn tuổi, vâng, để họ chỉ những người lớn tuổi là hàn gắn như thế nào, tại vì giới trẻ họ mở hơn, vâng, họ sẵn sàng họ nghe hơn, còn đôi vâng, lúc những người có thành kiến họ không nghe, vâng, thì những người đó sẽ bị đào thải, nhưng mà những người nào nghe thì tôi nghĩ là cái giới trẻ là con em chúng ta đó, tinh hoa chúng ta sẽ đứng lên, họ dắt nhiều cha anh của họ đi lại để nói chuyện. Kính thưa quý vị, dù vị nào đắc cử tổng thống thì chúng ta đã chấp nhận nơi này là quê hương thứ hai của chúng ta. Chúng ta phải lo cái cuộc sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, và đặc biệt làm sao con cái của chúng ta hấp thụ được một cái nền giáo dục mà chúng ta may mắn đã được đến định cư ở tại nơi này. Bởi thế nhiều người có những cái quan điểm chính trị khác nhau, nhưng có một điểm rằng chúng ta tôn trọng cái quan điểm chính trị của mỗi cá nhân, của mỗi người, nhưng đừng có nghĩa rằng là chúng ta bắt buộc và chống đối để gây phe nhóm, để tấn công những người nào không đồng quan điểm chính trị với chúng ta. Nhất là chùm mũ đó. Hả? Nhất là chùm mũ đây. Hoa Kỳ không bao giờ phải là nước cộng sản, dân chủ không bao giờ là cộng sản. Nhưng mà phía bên những người ủng hộ ông Trump đôi lúc họ bị những cái chuyện nghĩ là họ cứ theo anh bầu cho ông Biden là anh là cộng sản. Cái đó là một cái tôi nghĩ là cộng đồng chúng ta phải học bài học, và đừng có chùm mũ nhau là cộng sản. Dân chủ không phải là cộng sản. Vâng, kính thưa quý vị, như lúc ban nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị là hiện nay tổng thống cựu phó tổng thống Joe Biden, một ứng cử viên tổng thống, đã có trong tay đến 264 phiếu của đại cử tri đoàn, và cứ 6 cử tri đoàn mà hiện nay ông cũng đang giành thắng lợi, mặc dù cái số phiếu chênh lệch nó rất là khít khao, cũng có thể đưa ông đến con số 270. Và nếu con số 270 nếu nó được đạt vào cái trong tay của ông thì ông sẽ trở thành vị tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên đề cập đến những tiểu bang như là tiểu bang Pennsylvania và tiểu bang Georgia, cũng giống như là tiểu bang North Carolina. Câu hỏi của chúng tôi muốn với luật sư Đỗ Phú, luật sư có cái tầm nhìn vào ba tiểu bang đó, liệu có một cái tiểu bang nào ông Joe Biden sẽ chiếm được trong những ngày tới đây hay không? Tôi nghĩ là một trong những tiểu bang nữa, trong theo cái dự đoán của tôi, ít nhất một trong ba tiểu bang đó ông Biden ông sẽ thắng. Ông sẽ thắng. Và ông sẽ thắng được cái đó cộng với Nevada nữa, thì cái chuyện mà giữa bên ông Tổng thống Trump mà có kiện lại nữa cũng là gọi như là sẽ là không có thành công. Vâng. Tại vì ông thắng nhiều hơn 270, vâng, xác suất thắng sẽ xuống rất là nhiều, cho nên nó sẽ êm cho nước Mỹ hơn, và nước Mỹ nó trở lại cái bình lặng hơn. Vâng, vâng, kính thưa quý vị, nếu như tiểu bang Pennsylvania là một trong những tiểu bang mà tất cả những thành viên của khối dân chủ họ nghĩ rằng có thể ông Joe Biden sẽ chiếm được trong những cái cuộc kiểm phiếu ngày mai, ngày mốt đến đây. Và bên cạnh đó thì hai cái tiểu bang đã đến hồi chung cuộc, đó là tiểu bang Georgia cũng giống như tiểu bang North Carolina, cũng có thể là có những cái cơ hội để có thể thành phần của đảng Dân Chủ chiếm được trong cái cuộc bầu cử này. Nhưng đó là những cái chuyện trong tương lai. Đến bây giờ thì chúng ta đề cập đến một trong những cái vấn đề gọi là vấn đề pháp lý. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì tất cả các tổ chức pháp lý của phía đảng Cộng Hòa họ đã chuẩn bị trên 200 cái vụ kiện, vụ thư kiện. Và đến bây giờ thì nước Mỹ chúng ta sau khi đối diện với một cuộc tranh cử có thể nói rằng mọi người đều chú ý đến, thì liệu chúng ta có chú ý đến tất cả những cái vụ thư kiện trong tương lai không? Dạ, tôi nghĩ là ông Tổng thống Trump sẽ làm lớn chuyện lên, tại vì ông không muốn người ta đếm phiếu. Vâng. Vấn đề mà cái phe thua đó, họ không thích người ta đếm phiếu nữa. Đếm nữa tôi thua nữa làm sao? Ngừng đếm lại và tạo ra cái sự gian lận để cho cái chính đáng tính của đất nước Hoa Kỳ. Hơn 200 năm nay có nền dân chủ,
bị lung lay, để cho người dân lung lay. Đó là một cái chiêu của vấn đề chính trị. Một người nào mà ông Tổng Trump ông làm được, ông giỏi với mấy không giỏi, nhưng ông làm cho ta nghi ngờ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ và nghi ngờ về cái cách bầu cử của dân Hoa Kỳ. Cho nên mà nếu anh nghi ngờ Hoa Kỳ là anh nghi nền dân chủ của Hoa Kỳ, theo tôi nghĩ nó bị sập. Tôi có theo dõi một cái buổi phóng sự đặc biệt thì một người ở cộng đồng chung Âu Châu hiện nay họ đã tuyên bố rằng tất cả những cái quốc gia đồng minh của chúng tôi luôn luôn coi Hoa Kỳ là một trong những người lãnh đạo thế giới và một trong những cái quốc gia mà có thể nói chúng tôi luôn luôn chung góp sức để tạo một cái liên minh bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc cho tất cả nhân loại trên thế giới này, hầu tránh đi tất cả cuộc chiến tranh. Thế thì trong tương lai, nếu ông Joe Biden đắc cử, luật sư có nghĩ rằng là ông sẽ có một cái đường lối ngoại giao đặc biệt, với đặc biệt nhất là với cộng đồng chung Âu Châu và đến qua đó là khối NATO hay là không? Nếu mà ông Joe Biden đắc cử thì tôi hy vọng rằng là, và tôi nghĩ rằng cái chính sách của ông sẽ thay đổi. Thứ nhất là ông kèm kẹp Trung Cộng mạnh hơn và ông sẽ đồng minh với nước châu Âu để đánh anh Trung Cộng, chứ không có đơn độc như ông Donald Trump đã lẻ loi đi một mình để ảnh hưởng dân Hoa Kỳ. Đó, xin hỏi luật sư một câu rất ngắn, từ đâu để luật sư nói rằng là ông sẽ chống Trung Cộng mạnh hơn? Tại vì tôi quan niệm vào cái đường lối của ông Obama trước đây, hai gọng kềm của phía ông Obama đưa ra cho bà Hillary Clinton. Cho nên tôi nghĩ là ông Joe Biden sẽ tiếp tục cái đường hướng đó để kẹp ảnh Trung Cộng mạnh hơn. Và tôi hy vọng là cái đó là cái đường để thay đổi thế giới và sẽ đồng minh với những đồng minh để đánh những Trung Cộng, chứ không có làm lẻ loi một mình như là ông cao bồi Donald Trump. Bây giờ thì hôm nay dưới mắt nhìn của một vị luật sư, ông đã hiểu biết về luật rất nhiều, thì luật sư nghĩ rằng tất cả các vụ thưa kiện tới đây qua cái cuộc bầu cử này nó làm mất đi cái giá trị của cái cuộc bầu cử và có thể nói rằng mất đi cái quyền gọi trở vào White House của ông Joe Biden hay không? Tôi không nghĩ là nó ngăn cản đi, tại vì kiện tụng nó cũng sẽ giải quyết xong. Nhưng mà nó làm cho cái vết nhơ của Hoa Kỳ là bị kiện tụng về vấn đề mà những cái chuyện không đáng phải kiện. Ví dụ như vụ Al Gore kiện với ông Bush, đó chỉ có 2.000 phiếu ở bên Florida mà thôi. Và cái vụ kiện đó nó chỉ là một tiểu bang thôi. Nhưng mà nếu có nhiều tiểu bang xảy ra, anh đánh vào cái giá trị đạo đức cũng như là giá trị về vấn đề mà chính đáng tính Hoa Kỳ và vấn đề không minh bạch Hoa Kỳ, là anh đem cả cái nền dân chủ lên, anh đặt lên, anh bảo tôi không đồng ý với nền dân chủ Hoa Kỳ. Nhưng mà chỉ có cần một vị tổng thống họ làm như vậy thôi là cả thế giới nghĩ về Hoa Kỳ cũng sẽ buồn cười vậy. Thế thì luật sư nghĩ ra sau khi vấn đề bổ nhiệm bà Amy Barrett vào chức vụ thẩm phán của tối cao Pháp viện trong một cái thời gian chỉ có 44 ngày, liệu cái sự có mặt của bà Barrett có làm ảnh hưởng đến tất cả những cái vụ thư kiện và chung cuộc tối cao nằm ở tối cao Pháp viện hay không? Bà Amy Barrett có thể những cái sự mà suy nghĩ của bà khác biệt với người khác, nhưng mà tôi vẫn hy vọng là một vị được bổ nhiệm vào tối cao Pháp viện thì là một vị và có lương tri trong vấn đề nghề nghiệp luật sư. Và nếu anh là nghề nghiệp luật sư như tôi mà ngồi lên cái ghế tối cao Pháp viện đó tôi xử đó, thì tôi sẽ xử theo luật. Và cái người đó cũng sẽ xử theo luật. Và luật thì hiến định những cái tiểu bang là phải tôn trọng quyền của tiểu bang đó quyết định cách bầu cử như thế nào. Thì tôi hy vọng với tư cách là một người lương tri và có tinh thần nghề nghiệp cao của bà Amy thì bà sẽ không quyết định ngược lại những gì mà cái lương tâm nghề nghiệp của bà và cái tính cách chuyên môn của bà, và sẽ xử theo công lý chứ không bị theo một phe đảng nào khác. Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyền hình SET của chúng tôi gửi đến một chương trình đặc biệt qua cuộc bầu cử 2020 và hy vọng sự tham dự của quý vị để nói lên một cái phần nào tinh thần thực hiện dân chủ và sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Việt chúng ta đối với một cái tiểu bang ở mỗi một quốc gia mà chúng ta nhìn nhận đây là quê hương thứ hai của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Đỗ Phủ đến với chương trình của đài SET của chúng tôi và chúc luật sư Đỗ Phủ có những ngày tháng tới đầy may mắn trong cái vấn đề hành nghề của luật sư. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi và đó là bầu cử 2020 đến với đài SET của chúng tôi. Xin kính chào quý vị.